Dạ, xin giới thiệu với cả nhà mình, đây là trường hợp của chị Nguyệt Ánh là đang điều trị nám tại viện thẩm mỹ Diva nha. Và như cả nhà có thể nhìn thấy đây là da của chị trước đây bị những cái đốm nám mảng nè, tàn nhang tập trung rất là nhiều ở hai bên gò má, và ngoài ra thì còn xuất hiện những cái vết nám li ti ở xung quanh nữa. Nền da thì khá là thô sần, lỗ chân lông thì to, và nguyên nhân là do chị thường xuyên make up và thường xuyên làm việc gây rối loạn các nội tiết tố. Và ngày hôm nay thì em xin mời cả nhà mình cùng chiêm ngưỡng cái làn da hiện tại của chị Nguyệt Ánh nha. Dạ, em chào chị. Chào em. Dạ, hôm nay mình là buổi thứ ba rồi, chị có cảm nhận như thế nào? Chị thấy dịch vụ rất là tốt luôn á em. Từ lúc mà chị cấy collagen ở Diva thì chị không có cần sử dụng cái loại mỹ phẩm trị nám ở nhà nữa. Da của chị bây giờ là căng mịn, trắng sáng mịn màng luôn, nhìn rất là thích luôn á em. Dạ, em thấy làn da của chị thật sự em cũng rất là thích luôn, rất là đẹp luôn đó chị. Nhưng mà không biết trước đây mình đã sử dụng những cái phương pháp nào để trị nám của chị không? Cũng có đó em, chị cũng tốn khá là nhiều tiền để mua mấy loại mỹ phẩm trị nám cấp tốc nè. Nhưng mà càng trị thì nám nó lại càng nặng hơn á em. Mà lúc đó chị tự ti lắm, chị không có dám ra ngoài luôn. Nhưng mà tình cờ là có một người bạn chị đến với viện thẩm mỹ Diva, và chị cũng có tìm hiểu phương pháp cấy collagen, và bây giờ là chị thực hiện nè em. Dạ, cũng thật là may ha chị ha, mình biết đến Diva mà trị sớm đó chị. Nhưng mà trong lúc làm thì chị có cảm thấy là mình khó chịu gì không chị ha? Không có khó chịu gì luôn á em. Chị thấy bình thường à, nó hơi chăm chích nhẹ một xíu thôi, nhưng mà không có đau gì hết á. Dạ, chị nhớ mà đi đúng liệu trình để làn da của mình hết sạch nám và đẹp hơn nữa chị nhé. Tất nhiên rồi em. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều.